Ngày nay, trong nền kinh tế số, tất cả văn bản bạn gửi, trang web bạn truy cập, các giao dịch trực tuyến hay căn nhà bạn thuê, mua đều được hỗ trợ bởi công nghệ. Hầu hết các lĩnh vực chuyên ngành trong tương lai sẽ được vận hành bởi công nghệ và thế giới sẽ có những bước tiến lớn bởi trí tuệ nhân tạo, không còn phụ thuộc vào ý thức của bạn. Tuy nhiên, hầu hết bất động sản trên toàn thế giới đang được giao dịch theo cách truyền thống, manh mún và tồn đọng quá nhiều bất cập, không có mạng lưới sinh thái chuyên biệt, tìm kiếm thụ động, nguồn thông tin không uy tín, kết quả sai lệch, thế giới mất quá nhiều thời gian và chi phí để hoàn tất một giao dịch bất động sản. Đắp bỏ cách thức cũ bằng phương thức giao dịch mới, phát triển hệ sinh thái công nghệ dành riêng cho bất động sản. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang thực hiện tại Milan, làm cho thế giới bất động sản trở nên đơn giản, thông minh, tự động hóa và đột phá. Chuyển đổi số bất động sản, thúc đẩy tính thanh khoản nhanh và khai thác tối đa công năng sử dụng để tài nguyên bất động sản có giá trị sinh lời đúng nghĩa. Chúng tôi đang trao quyền cho những cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ, những nhà đầu tư, nhà kinh doanh bất động sản, những tác giả cung cấp nội dung số hóa bất động sản có thể cùng sáng tạo, xây dựng và khởi chạy những ý tưởng tuyệt vời qua các nền tảng công nghệ hàng đầu trong hệ sinh thái bất động sản Milan. Thời gian của bạn, địa điểm của bạn, lựa chọn của bạn, hệ sinh thái công nghệ bất động sản Milan với định hướng là một doanh nghiệp cộng đồng. Bên cạnh thế mạnh của mình, Milan được hình thành bởi những nền tảng vô cùng quan trọng khác như dẫn lối bởi những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế của đảng và nhà nước, sự ủng hộ của cộng đồng, của xã hội trong nước và quốc tế, cập nhật các nền tảng và hệ sinh thái khác, các thành phần tương tác lẫn nhau thông qua các chương trình dòng tiền và dòng năng lượng. Đây là hai thành phần phi sinh học thiết yếu của hệ sinh thái công nghệ bất động sản Milan. Dòng năng lượng bao gồm niềm đam mê, khát vọng, tinh thần phụng sự, lòng tự tôn dân tộc, tình yêu bất động sản. Các dòng chảy như nguồn lực từ chính phủ, xã hội, cộng đồng được hội tụ và hình thành nên một Milan ngày càng hoàn thiện, không ngừng sinh trưởng, bứt phá theo thời gian, tự tin tạo nên xu thế cho thế giới. Hệ sinh thái Milan bao gồm công nghệ, bất động sản, tài chính, là dự án quan trọng của công ty Milan, lấy giá trị cốt lõi là tốc độ sáng tạo, linh hoạt, cải tiến, tạo giá trị. Milan đang phát triển các nền tảng công nghệ trong hệ sinh thái, bao gồm các sản phẩm công nghệ bất động sản Rotex, sản phẩm cốt lõi Milan.com và Milan App, các dịch vụ gia tăng giá trị MiMap, MiCRM, MiS, MiPay, MiValue, MiJack, Mi3D, chứng khoán hóa bất động sản Stock, sang giao dịch bất động sản trực tuyến MiTrading trên 10 năm, sang đầu tư chung bất động sản MiInvest 2022, sang đấu giá bất động sản MiAuction 2022, các kênh truyền thông bất động sản Media, kênh truyền hình MeTV, trang thông tin điện tử bất động sản MiNews, mạng xã hội MiSocial, các sản phẩm công nghệ tài chính FinTech cho bất động sản, ngân hàng số MiBank, ví điện tử MiPay, MiTokenize, cổng thanh toán MiPayment. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu, cải tiến, cập nhật thêm nhiều sản phẩm công nghệ khác trong hệ sinh thái bất động sản Milan nhằm phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn cầu. Milan có trong mình đầy đủ những nhân tố, nguồn lực và bản lĩnh, sẵn sàng trở thành thương hiệu dẫn đường, đột phá thị trường, đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới, trở thành một tập đoàn công nghệ bất động sản Mi Group, kinh doanh đa quốc gia, có hệ sinh thái công nghệ bất động sản, tài chính, niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, có giá trị vốn hóa hàng tỷ USD. Sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi tiến vào dòng chảy thời gian theo sự tiến hóa tự nhiên của vũ trụ, cùng xoay chuyển cách thức vận hành dòng tiền của thế giới trong thị trường tài chính bất động sản hàng tỷ đô, với mục tiêu đỉnh cao 10 năm trở thành ngân hàng số bất động sản FinTech, tạo ra sản phẩm có doanh thu toàn cầu mang thương hiệu Việt, trí tuệ Việt, làm cho thế giới bất động sản trở nên đơn giản, thông minh, tự động hóa và đột phá. Chuyển đổi số bất động sản thúc đẩy tính thanh khoản nhanh và khai thác tối đa công năng sử dụng để tài nguyên bất động sản có giá trị sinh lời đúng nghĩa. Hệ sinh thái công nghệ bất động sản Milan.